Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và cùng chúng mình cập nhật thông tin cách nhanh nhất. Kể từ khi ra mắt cho đến nay, MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTB đã lập nên những kỷ lục rất đáng ngưỡng mộ. Và mới đây nhất, MV này đã đạt 100 triệu view chỉ sau hơn 15 ngày, chính thức xoán ngôi từ MV Người Lạ Ơi. Từ khi ra mắt đến nay, Hãy Trao Cho Anh đã liên tục lập nên kỷ lục từ việc đạt mốc 1 triệu view cho đến 2 triệu view, rồi sau đó là 10 triệu view nhanh nhất. Dường như chẳng có chướng ngại nào có thể cản được bước chân của Sơn Tùng với hit mới. Và vào ngày hôm nay 17 tháng 7, Hãy Trao Cho Anh tiếp tục khiến các fan bất ngờ và ngạc nhiên trước một cột mốc mới rất khủng. 100 triệu view chỉ sau hơn 15 ngày. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kỷ lục mà Người Lạ Ơi nắm giữ hơn một năm qua đã chính thức bị phá vỡ. Mặc dù đã ra mắt được hơn 2 tuần, nhưng qua mỗi ngày, số lượng view của Hãy Trao Cho Anh vẫn tăng đều đặn vài triệu view. Điều này đã chứng minh rằng Hãy Trao Cho Anh đã tạo được sức hút riêng khiến dân tình phải nghe liên tục. Với kỷ lục hơn 15 ngày đạt mốc 100 triệu view này, MV Hãy Trao Cho Anh đã suýt soát ở top 50 MV đạt 100 triệu view nhanh nhất thế giới. Đứng sau hiện tượng đang làm mưa làm gió đất Mỹ hiện tại, Old Town Road, Hãy Trao Cho Anh còn vượt mặt một loạt những hit đình đám như Shape of You, Quốc hay là Sorry. Quả là một điều đáng tự hào đối với âm nhạc V-pop. Nhưng thật đáng tiếc khi chỉ còn một chút nữa thôi, Hãy Trao Cho Anh đã có thể xuất sắc lọt top 50. Dù vậy nhưng những thành tích này cũng đã rất tốt so với một ngôi sao đến từ V-pop, bởi thị trường âm nhạc V-pop vẫn còn khá nhỏ. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã vào bình luận chúc mừng trên Facebook của Sơn Tùng. Chúc mừng anh, có công máy sắt, có ngày nên kim. Anh là niềm tự hào của bọn em, cảm ơn anh. Đây là trái ngọt sau những ngày mà anh đã trồng cây vất vả. Chúc mừng những kỷ lục mới của Hãy Trao Cho Anh. Chúc cho Sơn Tùng ngày càng thành công và tỏa sáng. Chúng mình là SNews, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật thông tin cách nhanh nhất.